Rồi, đối với lại bài 4 thì chúng ta sẽ tạo được cái mảng 2 chiều. À, cái mảng này 2 chiều. Và có chỉ mục là bây giờ không phải là một nữa mà là MN. Chỉ mục của chúng ta là MN. Là cả hai hàng và cột. Đó, rồi chúng ta có hai cái là AG dùng để chạy, dùng để dò. Như vậy lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái chương trình cho bài 4. Lớp 6 bài 4. Lưu đây đi. Lớp 6 bài 4. Này chúng ta sẽ khai báo hai cái chỉ mục M và N. N và M. Phải hai cái biến để mà dò y và ri. M này chúng ta cho bằng 100 đi. N này bằng 100. Rồi, chúng ta sẽ khai báo một cái mảng. Mảng này cũng là kiểu in. Mảng N M. Đó, chúng ta có một cái mảng và chúng ta sẽ có thêm một cái mảng nữa là mảng bình phương. Mảng bình phương. Rồi, nhập mảng ha. Còn khi mà chúng ta nhập mảng 2 chiều thì chúng ta sẽ nhập theo dòng và nhập theo cột, cho nên chúng ta phải dùng y và ri để chạy. Y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng, tức là chúng ta duyệt cả ngang cả dọc. For ri bằng 0, ri nhỏ hơn m, ri cộng cộng, và chúng ta sẽ nhập vô cái a đi ha, chúng ta dùng chữ a đi cho nó gọn. A bình phương đó, dùng chữ a, chỗ này chúng ta cũng dùng chữ a đi cho nó gọn. A thứ y phẩy ri bằng A thứ y ri bằng A cộng A thứ y ri. Rồi, chúng ta đã nhập xong cái mảng. Chỗ này là mình để cho nó đẹp. AIG. Nhưng mà khi mình khai thác sử dụng nó thì y riêng, ri riêng nhé. Không để chung. A thứ y ri. Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái mảng bình phương. Xuất mảng đi. Xuất mảng. Nhập xong rồi xuất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất như thế nào? For y chạy từ 1, từ 0 đến, rồi bây giờ xuất mảng. Bằng phần trăm d phẩy y phẩy ri phẩy
Đó, là chúng ta đã xuất được mạng. Chỗ này thiếu easy. Nhập mãn và xuất mãn. Rồi nhìn lại coi ổn không nào. Ai có vấn đề gì thì nói ngay nè. Thầy không nhìn được bên khung chat đâu. Thầy đang mở bên này thì thầy không nhìn khung chat đâu. Có vấn đề gì thì nói ngay. Nhìn nha. Chú ý giùm cho thầy cái chuyện xuất này nè. Nhìn giùm thầy nha. Chỗ này thêm xịt T đi. Lúc nào mà xuống dòng, lúc nào không xuống dòng, nhìn giúp nha. Có ai mà phát hiện ra mình cần phải thêm gì nữa không? Cho nó đẹp, cho nó hay. Rồi chạy trước để thấy vấn đề nè. Ủa gì vậy? Chưa gì xuất rồi. Nhập vào phần tử của mạng A nhỏ gì đây? Thầy ơi, Hello. sao dòng 12 là phần chấm y, phần chấm z rồi thầy? Ha, phần trăm D chứ, hay quá. Bạn nào đó, bạn nào phát hiện ra cho thầy đó. 10 phút đó thầy. Hay nhỉ. Ok, tốt. Chỗ này cũng phần trăm D, phần trăm D. Ai nhanh hơn não? Rồi, sao nó xuất luôn rồi? Xuất luôn rồi mà nó không cho mình nhập. Lý do? Chưa có lần nhập xuất dữ liệu thôi, chạy từ 1 tới 100 luôn. Đó là một chuyện. Mình cho chỗ này 10 đi. Nhưng mà nó không dừng. Sao nó không dừng? Nó không dừng cho mình nhập. Lần nhập xuất ở đâu bay bạn ơi? Ví dụ như mình cho đây là 6 đi. 7, 8. Nó chỉ nhập được có chừng đó thôi à. 9 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi còn nữa đâu? Sao nó không cho nhập nữa? 9, 10. Tại sao? Này là lệnh đơn thì chúng ta bỏ trong bỏ ngoài gì cũng được, không ảnh hưởng. Nó là lệnh đơn. Chúng ta đang cần nhập trước đi. Đó, rồi ok. Để lệnh ở ngoài dấu nhọn là nó không chịu. Rồi chúng ta cho nó ít phần tử bước lại, chúng ta cho dễ thấy. N bằng 5 đi. 5 dòng 5 cột. Cho nó nhanh, chúng ta khỏi cần phải nhập NM. 5 dòng 5 cột. 5
7, 3, 8, 9. Đó, chúng ta đã nhập xong ha. Rồi bây giờ xuất. Tại nếu mà mình không đưa vô trong thì nó đang bị nhầm lẫn. Cái lệnh print này là con của ai? Nó không 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 hình dung được là con của thằng 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 nhỏ, mà nó tưởng là con của thằng lớn luôn. Rồi, như vậy nhập thì mình đã nhập xong A44 là 5 dòng 5 cột, nhưng mà khi nó xuất ra mình có cảm giác là nó làm sao các bạn? Xuất ra là sao? Không được ổn lắm đúng không? Xuất ra như vậy thì không được ổn lắm. Vậy thì xuất làm sao đây? Xuất sao? Chỗ này chắc là mình không cần cái này đâu ha, không cần easy đâu, xuất ra giá trị thôi. Rồi sao nữa nào? Bên ngoài cái phòng for ở bên trong thì cho xuống dòng. À, xuống dòng ở đâu? Dòng số Sau 18 dòng sau 19. à 19, rồi sao nữa? Dạ cho xuống dòng ở đấy. Ừ rồi, ok Thúy. Rồi mình sẽ xuất một cái dấu xuống dòng ở đây. Ok, cảm ơn em. Ở chỗ này là mình không có nhập theo, nếu cần thì các bạn nhập theo ngang dọc cũng được. Đó, như vậy mình đang có một cái mảng nè. 5 dòng, 5 cột. Đó là mình xuất theo cái dạng là mà trọng luôn ha, 5 dòng 5 cột. Còn ở chỗ nhập này nếu cần thì bạn cũng xuất luôn cái dấu xuống dòng chỗ này cũng được, cứ xong một lần thì xuống dòng cái để cho nó tách ra từng từng cụm một. Chúng ta nhập xong cái tự động nó xuống dòng cái rồi chúng ta nhập tiếp. Ví dụ như chỗ này 1 2 3 4 5, Enter, cái tự động nó xuống dòng cái nó cắt ra để mình biết mình nhập cho dòng 2 đó, kỹ nó như vậy. Và chúng ta sẽ viết thêm một cái đoạn nữa là sẽ tính bình phương. Bình phương thì chỗ này thầy tạo cái mảng bình phương, còn nếu mà bạn nào không tạo thì gán vô chính nó cũng được. Ha, gán vô chính nó cũng được, không cần phải tạo thêm. Chỗ này là thầy tạo thêm một cái mảng bình phương để cho nó lưu lại cái giá trị của cái mảng trước. Mảng trước thì không bị thay đổi gì cả, thì thầy tạo thêm. Như vậy chỗ này thầy, chỗ này là thầy tính bình phương. Tạo mảng bình phương. Rồi, for easy như thế. Và chỗ này chúng ta sẽ tính bình phương rồi xuất ra luôn đi ha, cho nó nhanh. Tính bình phương một phát là xuất ra luôn, vừa tính vừa xuất, hay là tính riêng xuất riêng? Bình phương của y đi bằng A của y đi nhân A của y đi, hoặc là bạn dùng hàm bình phương cũng được. Và chỗ này mình xuất cái A bình phương ra ha, vậy cho nó nhanh, tức là duyệt gán bằng cái xuất luôn. Còn không thì bạn tách này thành một cái nữa, một cái for nữa. Tách cái for nữa cũng được, tách cái for nữa.
Đó, cái trên thì chúng ta chỉ có trên chúng ta chỉ có lệnh gán thôi, ở dưới thì chúng ta chỉ có lệnh xuất, đúng không? Ở trên là chúng ta sẽ gán bằng, ở dưới là chỉ xài lệnh xuất thôi. Nó đâu mà nhanh dữ vậy, nhanh quá. Nhanh quá, ba đi cho nó nhanh, năm lâu quá. Ok, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Đó, nó bình phương lên. Đó là mảng bình phương. Được chưa nào? Vậy bài của chúng ta cũng đã xong rồi. Bài số 4. Và tương tự như vậy thì bài số 5. Nhập vào bàn phím một ma trận số nguyên N hàng và M cột, xuất ra màn hình vị trí và giá trị của mảng là số lẻ. Vị trí và giá trị là số lẻ. Vậy A mấy đó là số lẻ thì xuất ra.